cái chín ngàn cả tôi đầu móc cả tôi ca lên xem chút. Nghe máy lực phết. Rồi này là tôi đời lớp 7 này. 9.000 tới cốc. Có lắp bánh bình hơi trên xe đầy đủ hết luôn. Này mà bác nào mua về là chỉ có lắp vào móc và kéo thôi. Không phải làm cái gì hết, đầy đủ hết cả bình hơi. Lốp gai còn đẹp luôn này. Có bề kéo luôn này. Bề kéo cùng móc rồi chắc chắn. Con này chỉ cần tút sơn qua tí là đẹp thôi. Không để thế chạy luôn được. Cabin của nó này, cabin nguyên, nhiên đồ đầy đủ hết, chỉ ngạt chắn nhá. Nước con này công khai giá luôn là 155 triệu nhá. Bác nào nhu cầu thì alo cho em. 9.000 chắn 2 cầu có tời, còn thôi.